mừng các bạn đã đến với ngôi nhà thích thật của Nancy. Thì hôm nay các bạn có thể thấy là đang rất là huyền bí không? Đèn đếc rồi là trống rồi là có cầu thủy tinh. Đó, thì các bạn cũng đoán được hôm nay Nhân sẽ làm gì không? Đó là một chủ đề rất là mới lạ. Đó chính là Nhân sẽ xin bói người sinh. Thực chất thì nó cũng có trên mạng khá khá nhiều, cũng như là nói chung là các bạn cũng có thể tìm ở trên mạng được. Nhưng mà Nhân thì Nhân không biết. Thì Nhân lại được một bác kia, bác ấy chỉ cách này. Thì nên là Nhân thấy rất là thú vị muốn chia sẻ cho các bạn. Thì là hôm nay Nhân sẽ xem bói bằng người sinh. Khi mà chúng ta xem bằng cái này thì chúng ta phải cần gì? Cần ngày sinh. Và hôm nay mình sẽ lấy một người làm thí nghiệm, là chính là anh Kevin Phim. Anh xem sinh ngày sinh nào? 25 tháng 1. Bao nhiêu ạ? Năm bao nhiêu ạ? 1990. Đấy. Thì các bạn thấy là mình ghi cái ngày sinh, tháng sinh và năm sinh ở đây. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái tam giác ngược. Đó. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chia nè, một cái đường đây trước và chia 3 thành 3 ấy. Để làm được cái tam giác này thì chúng ta sẽ cần lấy ngày sinh cộng lại với nhau. 7 với 5 là 7. À nhầm, 2 với 5 là 7. Nhân sẽ ghi xuống ở ngay khung bên trái. Khung bên trái này các bạn thấy chưa? Với các bạn thì nó sẽ là khung bên phải, nhưng mà ở bên Nhân này nó sẽ là bên trái. Nhân sẽ ghi bên trái. Tháng sinh sẽ là số 1, ghi số 1 xuống. Và đây, 9 với 1 là 10. 10 là 1 cộng 0 bằng 1. Nhân sẽ ghi số 1 xuống đây. Cứ lần lượt như thế. Và 9 cộng 0 bằng 9, ghi 9 xuống. Tiếp tục với ô tiếp theo là Nhân sẽ lấy 7 cộng 1. Nhân sẽ lấy cái khung này này, hai số ở bên trái cộng lại với nhau sẽ bằng 8. Ui, này khó ký quá. Đây, 9 cộng 1, Nhân sẽ lần lượt lấy số hai số ở bên phải là 9 cộng 1 bằng 10. 10 sẽ bằng 1. 10 là ý là 1 cộng 0 đấy. Tiếp theo, khung cuối cùng Nhân sẽ lấy là hai số Nhân vừa tính ra là 8 với 1 cộng lại với nhau là bằng 9. Đó có nghĩa là bây giờ Nhân sẽ lấy này, bên trái Nhân sẽ mũi tên ra. Đây có gì? Nhân sẽ lấy ba con số ở bên trái. Đây, tam giác nhỏ bên này này. Đó, Nhân sẽ lấy là 8 cộng 7, 15. 15 là 1 cộng 5 bằng 6. Nhân ghi số 6 ở đây. Các bạn thấy chưa? Sau đó thì Nhân sẽ lấy 8 cộng 1 bằng 9. Nhân sẽ ghi ở đây. 6 cộng 9 bằng 15. Mà 15 bằng bao nhiêu các bạn? 15 là 1 cộng 5 bằng 6. Nhân sẽ ghi 6 ở đây. Những cái số trong khung này nó phải ra là 3, 6 hoặc 9. Nếu mà ra những cái số mà khác ba số đấy thì sẽ là sai. Tiếp tục nha. Bên này mình sẽ có là bên phải này. Bên phải mình sẽ có là 1 cộng 1 bằng 2. Đấy, 2 cộng 9 bằng 1, bằng 1. Tại sao các bạn? 1 cộng 9 bằng 10. 10 và cộng 1, 10 là 1 cộng 0 bằng 1 đấy. Và 2 cộng 1 bằng 3. Tiếp tục là cái tam giác cuối cùng ở dưới. Thì Nhân sẽ lấy là 9 cộng 1 này bằng 10 bằng 1. 8 cộng 9 bằng 18. À, bằng 17. 17 cộng lại với nhau là 8 sẽ bằng 9. Đấy chưa, các bạn thấy không? Đầu tiên ở bên trái này là bạn bè này. Bên phải là bà con, họ hàng. Nhân ghi chữ này không biết có ai nhìn ra không. Rồi. Đó. Và đây, tiếp theo thì Nhân sẽ có bốn cái ở dưới là số 1. Đầu tiên là tính cách, khả năng, tiềm thức. Đầu tiên về tính cách, ta sẽ lấy số to nhất. À không, cái số cuối cùng ở đây là số 9. Nhân ghi số 9 vào. Và những cái số này nó đều có những cái ý nghĩa khác nhau. Giống như là số 9 nó sẽ là cơ hội và thành công. Về khả năng tiềm thức, mình sẽ lấy ba con số ở ba góc của tam giác. Đó chính là cái này này, nó được gọi là số 7 ở góc bên trái, số 9 ở góc bên phải và số 9 ở cuối cùng. Thì 9 với 9 tất nhiên là mình sẽ bỏ qua, tại vì là theo cái cộng trừ ấy thì nó cũng sẽ dày thôi, nên là 9 khi mà cộng số gì cộng với số 9 thì mình sẽ bỏ số 9 và sẽ bằng chính nó. Thì bây giờ đây nó sẽ bằng số 7. 7 ở đây sẽ là gì?
Giao lù. Lr. Ơ, xin sao ghi nhầm nữa. Lù. Aha. Và tiếp tục, cái khả năng hướng nội ở đây, nhân sẽ lấy ba con số ở ngay cái tam giác cuối cùng này này. Thì nhân sẽ lấy 9 thì mình cộng lại mình bỏ qua rồi nhá. Mình sẽ lấy số 8 cộng số 1 là bằng 9. Đây cũng là cơ hội. Cơ hội thành công. Cuối cùng, khả năng hướng ngoại, nhân sẽ lấy ba con số mà đại nhân vừa tính ở bên bìa ngoài ấy, là số 6, số 3 và số 9. Thì tất nhiên là số 9 mình sẽ bỏ qua rồi. Mình sẽ lấy số 6, số 3, lại là con số 9. Úi giời ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giải thích nhá. Bây giờ mình sẽ vào khâu giải thích. Thì không thể, các bạn biết sao giải thích của mình nó cũng hơi tệ, thế nên là cũng không nên thuyết phục cho lắm. Nhưng mà các bạn cứ lắng nghe nhé. Rằng là đầu tiên ở bên trái này thì nó sẽ là bên phải đấy các bạn. Là số 6 ở đây đó chính là mình nhớ đấy. À, số 6 là tiền trí tuệ. Đây mình sẽ ghi vào cho các bạn. Đấy, và số 9 ở đây, cơ hội thành công. Ok. Đây, đầu tiên là bạn bè. Các bạn đầu tiên là bạn sẽ cùng với bạn bè của mình kiếm tiền cùng nhau bằng trí tuệ. Đấy, cùng nhau san sẻ những cái kiến thức mình có để mà kiếm tiền và mang đến cho nhau những cơ hội, những cái thành công. Đó, tôi sợ hơn là chứ là yêu thương nhau lắm mới cho nhau cơ hội, yêu thương nhau lắm mới cùng nhau kiếm tiền bằng trí tuệ đấy mọi người. Tiếp theo về bà con họ hàng. Đây, số 2 đó chính là giao tiếp. Đây là lãnh đạo. Với cái số là số 2 là giao tiếp, số 1 là lãnh đạo. Giống như là ở với bà con họ hàng thì anh có một cái mình rất có uy thế đấy. Nói chung là rất là nể nang nhau. Đấy, họ hàng rất là nể nang. Đấy, giờ là mối quan hệ giao tiếp rất là tốt. Mình có một mối quan hệ mà mình nên giữ gìn nó. Và tiếp theo, đây là con cái cấp dưới. Đây là con số 8. Đây, số 8 là trách nhiệm của nhà mình. Mình sẽ có trách nhiệm với con. Đấy, rồi mình cũng kiểm soát con rất là tốt. Mình cũng đã con rất là giỏi. Còn về phía cấp dưới thì cũng rất là có trách nhiệm và quan tâm đến lợi ích của một cá nhân. Đấy, và lãnh đạo cũng rất là tốt và trong khía cạnh của lãnh đạo. Rồi, tiếp theo về tính cách. Tính cách ở đây đó chính là số 9. Số 9 đây là cơ hội thành công. Có nghĩa là cái tính cách của anh là anh đi ra ngoài, anh luôn luôn anh tìm những cái cơ hội cho mình, tìm kiếm những cái thành công. Đấy, tức là khả năng tiềm thức. Khả năng thức nghĩa là sao? Nghĩa là cái khả năng ở đấy. Nếu lúc nào đấy anh sẽ nhận ra rằng mình lại có khả năng đó. Đó chính là giao lưu, là con số 7. Những cái ngoại giao, có nhiều mối quan hệ. Đấy, và có rất nhiều anh em xung quanh. Đấy, mình có nhiều bạn bè, không? Mọi người có thể giúp đỡ mình bất cứ lúc nào, chẳng hạn thế. Giờ khả năng hướng nội. Đó chính là cơ hội và thành công. Nên ông có suy nghĩ rằng là mình phải tìm kiếm cơ hội, mình phải tìm kiếm cái thành công để mà mình có thể nâng cao cái sự nghiệp này, đời sống. Rồi tiếp theo cũng là khả năng hướng nước ngoại, cũng là con số 9. Trong sao anh lại con số 9 thế? Là cũng là cơ hội và thành công. Nói chung là trong cuộc đời anh là chỉ đi tìm kiếm thành công và cơ hội thế đấy. Chân. Thì ngày hôm nay Nhân đã xong 2 khách hàng cho bài toán nên xin rồi. Và thế nên là Nhân sẽ sang một cái yêu cầu của các bạn. Đó chính là phần 2. Đó chính là bói về cung hoàng đạo. Sau khi đọc một hồi qua về những cung hoàng đạo thì Nhân đã sẵn sàng trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào câu hỏi luôn nhá. Hey. Cung hoàng đạo nào ham chơi nhất? Đây rồi, đây.
đó chính là phân nhân mã. Tại sao đây ở đây là đã nói rằng là cái gì đây này, đừng lo lắng nếu nhân mã cứ mải mê khắp trốn rong chơi đấy. Cơ thể rong chơi có nghĩa là suốt ngày đi chơi xong về muộn, thế là bị bố mẹ mắng. Đúng rồi. Cung hoàng đạo nào hay đi học muộn? Mình nghĩ là cực kỳ nhiều đấy các bạn ạ. Tại vì sao? Mình thì mình hay đi học muộn. Mình đi học muộn thì không có nghĩa là mình học muộn mình lại là cung Kim Ngưu. Không có gây là cung Kim Ngưu ấy, đúng không? Tinh. Cung hoàng đạo nào là đại ca trong xóm? Để xem nào các bạn, hãy từ từ nha, hãy đợi mình một tí nha. Không phải song tử. Không phải cự giải. À đây. Ôi giời, vừa lạc đống trang luôn, là chính là sư tử đây này các bạn ơi. Ở đây có ghi rằng là dũng cảm và thông thái thì sư tử thường được tôn làm người đứng đầu đấy. Định hướng mình giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình và đầy nhiệt huyết. Đó chính là sư tử. Bing bong. Cung hoàng đạo nào cực kỳ nghiêm khắc? Mình đã tìm ra được rồi các bạn ơi. Đó chính là ma kết. Đó, ma kết tại sao? Thả thả chất nảnh không tư lợi. Và rất nghiêm khắc, đây đã có từ nghiêm khắc rồi. Đó, và đây này, họ đều có trong công việc, đến đời sống thì luôn có một cái thái độ rất là nghiêm chỉnh. Đó, có một sự chuẩn bị kỹ càng và không bị bất ngờ. Câu hỏi cuối cùng, cung hoàng đạo nào dịu dàng nhất? Thế là có khi là xử nữ đấy. Này, cho dù là một con gái thì này, biết cách đối xử nhẹ nhàng này, biết điều. Xử nữ. Là xử nữ các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng ding ding ding. Đúng rồi. Và các bạn ơi, bây giờ thì mình đã trả lời rất là nhiều câu hỏi về hai cung hoàng đạo và hỏi tất tật về cung hoàng đạo rồi. Nên bây giờ chúng ta hãy kết thúc một cái ngày bói toán ở đây nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau. Và các bạn nào mà thích mà mình bói toán ý, hãy comment ở bên dưới để mà mình bói toán cho các bạn nha. Và các bạn hãy nhớ subscribe, like để mình có thể thật là nhiều động lực để làm video hơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.